Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiểu Nhân Vật Refine. Ở số lần trước, chúng ta đã làm quen với Arthur, chàng kỹ sư thiên tài có khả năng lấy lại ký ức của con người. Lần này, số tâm điểm nhân vật mới sẽ mang đến cho bạn một người bạn vô cùng thân thiết với Arthur, với tài năng cũng không hề kém cạnh. Đó chính là Nairi, thợ săn bão tố. Nairi là một nhà khí tượng điển trai, ưa thích việc mạo hiểm và khám phá những cơn bão nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tự tin và tinh thần cứng cỏi ấy, ít ai biết rằng Nairi từng có một quá khứ đau thương khi anh đã mất đi gia đình của mình bởi những cơn bão tuyết nguy hiểm và bí ẩn không thể lý giải được. Khi Nairi bị giày vò trong nỗi đau khổ, anh đã gặp Arthur. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè và cùng nhau chế tạo bộ áo giáp có thể chinh phục mọi cơn bão. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Nairi vẫn khao khát đi tìm lại phần ký ức về gia đình của mình và khám phá ra bí mật đằng sau cái chết của họ. Đó chính là lý do anh được mệnh danh là thợ săn bão tố, bởi chỉ có những cơn bão mới trả lời được câu hỏi của anh. Trong trò chơi, Nairi có kỹ năng mang tên keo bất tử. Đây là một kỹ năng bị động có khả năng hồi phục 20% máu bom keo mà Nairi đã đặt ra sau mỗi giây. Ngoài ra, sau khi sử dụng súng trường, kỹ năng này sẽ giúp Nairi gây thêm 20% sát thương lên bom keo nữa. Nếu kẻ địch không liên tục gây sát thương lớn vào bom keo, chỉ trong một giây sơ sẩy mà thôi, chúng sẽ thấy bom keo của Nairi hồi phục như mới. Bởi khi lên cấp 6, Nairi sẽ hồi phục được đến tận 30% máu của bom keo đã đặt ra vào mỗi giây, tăng tận 25% sát thương lên bom keo khi sử dụng súng trường. Nairi là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những người chơi có lối chơi phòng thủ hay thường xuyên chơi ở vị trí tanker. Kỹ năng keo bất tử có thể giúp cho bạn xây một pháo đài kiên cố bảo vệ team của mình. Không những vậy, bạn có thể chủ động dùng AK hoặc các loại súng trường để dọn sạch bom keo của kẻ địch trong tầm trung và cận nữa. Kỹ năng của Nairi sẽ phát huy đặc biệt mạnh mẽ khi ở trong bo cuối, nơi bom keo là một item vô cùng quan trọng để trụ bo và phòng thủ của team. Sở hữu Nairi giống như sở hữu một pháo đài di động điên cuồng vậy. Nhưng để biến Nairi trở thành một pháo đài hạng nặng gây kinh hoàng cho kẻ địch thì đừng quên sử dụng kết hợp nhân vật này với những combo sau nha. Combo 1, tanker hạng nặng Nairi, Skyler, Joseph và Kelly, hoặc Maxim cùng với combo súng đi kèm là Vector đôi và AK hoặc MP40. Combo 2, giao tranh tuyến đầu Nairi, Sen, Kelly, Unreal kết hợp cùng với combo súng là UMP và M79. Combo 3, hỗ trợ team gồm có Nairi, Misa, Chrono, Kelly. Với combo kỹ năng này, không gì tuyệt vời hơn khi mang combo súng MP40 cùng với súng lục điện để hỗ trợ tối đa cho đồng đội nha. Đặc biệt, nếu Nairi kết hợp với trợ thủ chim cánh cụt Mr. Wago sẽ liên tục tạo ra và hồi máu cho bom keo. Đây là một combo siêu mạnh. Nếu bạn muốn chôn cho kẻ địch thức chơi thì nhốt chúng cho bom keo luôn cũng được, hoặc Robo để tăng thêm giáp cho bom keo. Số tâm điểm lần này về nhân vật Nairi đã kết thúc ở đây. Nếu bạn còn bất kỳ một thắc mắc gì về Nairi hay về thợ săn bão tố, hãy comment ngay xuống phía dưới để bọn mình cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tương bừng chào đón chuỗi sự kiện New Age, hốt hết quà ngon, trang phục anh chàng kẹo ngọt, trẻ túc túc Giáng sinh, lựu Noel, đào kỷ nguyên, dù kỷ nguyên, hỏng xác Noel cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn khác. Vào game ngay! Free Fire! Ngày mai có gì? Subscribe là biết!